Chân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tầng 57.5 qua sự trình bày của Mỹ Linh và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ hai, 16 tháng Giêng năm 2023. Và sau đây xin kính mời quý khán thính giả theo dõi các bản tin đáng chú ý trong ngày. <laughs> Mở đầu phần tin thế giới hôm nay là tin liên quan tới tai nạn máy bay ở Nepal. Hãng hàng không Zeti Airlines thông báo một chiếc máy bay ATR-72 chở theo 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn đã gặp nạn tại miền trung của Nepal vào ngày 15 tây tháng Giêng. Phát ngôn viên của hãng hàng không này cho hay, lực lượng cứu nạn đang được đưa tới. Chúng tôi vẫn chưa rõ liệu có ai sống sót hay không, Susan Batila, là phát ngôn viên của hãng hàng không Jet Airlines của Nepal cho hay, có 10 người nước ngoài trên chiếc máy bay này, gồm các công dân của Ấn Độ, Nga, Nam Hàn, Iceland, Australia, Pháp và Argentina. Pokhara nằm cách thủ đô Kamandu khoảng 200 cây số về phía tây là cửa ngõ để du khách tới Annapurna Circus, là cung đường trekking nổi tiếng trên dãy núi Himalaya. Krishna Bandari là phát ngôn viên của quân đội Nipo nói rằng họ đã xác nhận được ít nhất là 40 người chết trong vụ tai nạn này. Ông cho biết thêm, máy bay bốc cháy sau khi va chạm với sườn đồi bên cạnh sông Sadi, nhưng lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được đám cháy. Hàng trăm nhân viên cấp cứu đang tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường và dự kiến sẽ tìm thấy thêm thi thể. Một viên, viên chức thuộc quận hạt Kashi ở thành phố Pokhara nói rằng một số hành khách sống sót đã được chuyển tới bệnh viện gần nhất để được điều trị. Tin đến từ Anh Quốc, thưa quý vị. Cảnh sát cho biết có 5 người và một bé gái 7 tuổi đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra ở tại thành phố London của Anh Quốc vào ngày 14 tháng 1. Vụ xả súng xảy ra ở gần một nhà thờ, nơi diễn ra đám tang. Các phát súng được bắn ra từ một chiếc xe và sau đó chiếc xe đã rời khỏi hiện trường. Linh mục ở tại nhà thờ lúc đó là cha Jeremy Trott đã nói với hãng thông tấn AP rằng đó là lễ cầu siêu cho Sarah Sanchez, 20 tuổi, và mẹ của cô. Cả hai người qua đời cách nhau một tháng vào năm ngoái. Theo hãng tin AFP, bé gái 7 tuổi bị thương ở trong vụ việc, đang chiến đấu để giành lấy sự sống ở trong bệnh viện. Còn bốn phụ nữ và một bé gái 12 tuổi khác bị thương, đang được điều trị và không nguy hiểm đến tính mạng. Cảnh sát trưởng của London là Ed Wells cho biết vụ nổ súng nào cũng không thể chấp nhận được. Nhưng việc có nhiều người mà trong đó có hai trẻ em bị thương ở trong một vụ nổ súng xảy ra vào giữa chiều ngày thứ Bảy này là một điều gây sốc. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc. Trang tin My London đã dẫn lời một nhân chứng cho hay vụ xả súng xảy ra khi những người đi dự đám tang đang theo dõi hoạt động thả chim bồ câu. Tính liên quan giữa Nga và Nhật Bản Ông Medvedev nói rằng Thủ tướng Nhật Bản hãy nên rạch bụng tự tử vì đã có thái độ khuống núm trước Hoa Kỳ. Thủ tướng Nhật Bản là ông Kishida đã có cuộc họp với Tổng thống Joe Biden vào ngày 13 tháng Giêng. Trong tuyên bố chung sau cuộc họp này, hai nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ và Nhật Bản cho rằng việc sử dụng vũ khí nguyên tử của Nga ở Ukraine sẽ là hành động thù địch để chống lại loài người và là hành động không thể biện minh được. Trong cuộc họp báo vào ngày 14 tháng Giêng, Thủ tướng Nhật Bản cho hay, hội nghị thường đỉnh của nhóm G7 ở Hiroshima vào tháng 5 tới đây sẽ thể hiện ý chí mạnh mẽ của các quốc gia trong việc duy trì trật tự quốc tế và luật pháp sau khi Nga xâm lược Ukraine. Trước những lời bình luận của Thủ tướng Nhật Bản, vào ngày 14 tây tháng Giêng, hãng thông tấn TASS của Nga trích dẫn lời Tổng thống Nga là ông Medvedev cho rằng, tuyên bố chung về nguyên tử của hai nhà lãnh đạo Nhật Bản và Hoa Kỳ thể hiện sự hoang tưởng đối với Nga và phản bội ký ức của hàng trăm ngàn người Nhật Bản thiệt mạng tại Hiroshima và Nagasaki cựu tổng thống nga cũng cho rằng thay vì yêu cầu hoa kỳ sám hối về việc này thì ông kishida cho thấy bản thân ông chỉ là người phục vụ cho người mỹ ông medvedev mạnh dạng đề nghị ông kishida hãy nên rạch bụng tự tử một nghi thức nổi tiếng của văn hóa nhật bản phát biểu tại cuộc họp báo ở thủ đô washington vào cùng ngày thủ tướng nhật bản cũng như các viên chức nhật bản không đề cập tới lời bình luận của ông medvedev Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất ngừng bắn bán phần ở tại Ukraine. Ông Ibrahim Kalin, cố vấn chính sách về đối ngoại của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, trong buổi họp báo ngày 14 tháng 1 cho rằng cả Nga và Ukraine đều không có đủ khả năng để giành thắng lợi trong cuộc chiến bằng biện pháp quân sự. Ông Kalin khẩn nhận định cả Nga và Ukraine sẽ sớm phải cân nhắc lại lập trường này bởi vì cái giá phải trả là quá lớn cho việc kéo dài chiến sự. Ông dự báo hai nước có thể sẽ chấp nhận các biện pháp ngừng bắn bán phần ở tại một số khu vực chiến sự. Ông Khalil nói, Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng thúc đẩy các thỏa thuận ngừng bắn bán phần và nỗ lực giảm leo thang quy mô nhỏ. Nếu như cả Moscow và Kiev khó đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện trong vài tháng tới, Đề xuất ngừng bắn bán phần từ Tổng thống Erdogan là nỗ lực mới nhất của Ankara trong việc duy trì lập trường trung lập giữa Moscow và Kiev đồng thời tìm hướng kết thúc cuộc xung đột đẫm máu nhất xảy ở tại Âu Châu xảy ra từ thời sau đệ nhị thế chiến. Ông Erdogan đã có nhiều cuộc điện đàm với cả Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine, với hy vọng thuyết phục hai bên đạt được thỏa hiệp. Cả Nga và Ukraine đều chưa bình luận gì về đề xuất ngừng bắn của Thổ Nhĩ Kỳ. Nga trong dịp Giáng sinh của người chính thống giáo đã thực thi lệnh ngừng bắn đơn phương trong hai ngày, nhưng giao tranh sau đó lại tiếp diễn dữ dội hơn. Vâng, tiếp theo phần tin thế giới, Chính quyền Romania đã tịch thu một số chiếc xe sang trọng, bao gồm một chiếc xe hơi Rolls-Royce, một chiếc BMW và một chiếc Mercedes từ khu nhà của Andrew Tate ở Bucharest. Những chiếc xe sang trọng này được chuyển đến một cơ sở lưu giữ ở Romania Trước đó, các công tố viên tiết lộ rằng họ đã tịch thu 15 chiếc xe sang trọng và hơn 10 bất động sản của Andrew trong cuộc điều tra về các cáo buộc nhắm vào Influence 33 tuổi này. Cơ quan chống tội phạm có tổ chức của Romania có tên là Decord tuyên bố rằng tài sản của Andrew bị tịch thu để ngăn chặn nguy cơ che giấu cũng như giúp chi trả cho cuộc điều tra và bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân nếu như nghi phạm này bị kết án. Andrew Tate đang bị giam giữ cùng với em trai là Tristan và hai phụ nữ người Romania vì bị tình nghi buôn người, cưỡng hiếp và thành lập một nhóm tội phạm có tổ chức để bóc lột tình dục phụ nữ. Cả hai người đàn ông nói trên đã phủ nhận hành vi sai trái. Tự nhận là chuyên gia về phát triển bản thân, Andrew Tate cung cấp cho những người theo dõi, đa số là nam giới, một công thức để kiếm tiền và lôi kéo các cô gái Tạp chí chuyên về phái nam có tên là GQ mô tả Andrew là một ông hoàng của sự nam tính độc hại. Chỉ trong vòng vài tháng, Andrew từ người vô danh trở thành nhân vật tai tiếng trên các trang mạng xã hội nhờ vào nội dung gây sốc, phản cảm và lệch lạc khi nói về phụ nữ. Chủ tịch của FIFA bị các công tố viên đặc biệt của Thụy Sĩ thẩm vấn ông Gianni Infantino là chủ tịch của FIFA đã gặp các công tố viên đặc biệt ở Thụy Sĩ như là một phần của cuộc điều tra hình sự về các cuộc gặp không được tiết lộ giữa ông ta với cựu bộ trưởng tư pháp của Thụy Sĩ trong một cuộc điều tra rộng hơn về các giới chức của bóng đá. Theo hãng tin AP đưa tin, Tuy nhiên, người này sau đó đã bị toán liên bang ở Thụy Sĩ loại ra khỏi vụ án vì nghi ngờ ông Infantino và người đứng đầu của ngành tư pháp Thụy Sĩ có xảy ra hành vi xúi dục, lạm dụng chức vụ công và dò rỉ thông tin mật. Hai công tố viên được bầu tại Quốc hội Thụy Sĩ vào tháng 12 của năm 2021 để tiếp tục điều tra liên quan đến ba cuộc gặp gỡ không có biên bản đã được tổ chức vào năm 2016 và 2017. Liên quan đến ông Infantino và Bộ trưởng Tư pháp khi đó là ông Michael Lober. Các cuộc họp bắt đầu ngay sau khi ông Infantino được bầu làm chủ tịch của FIFA. Trong bối cảnh có các cuộc điều tra của Hoa Kỳ và Thụy Sĩ nghi ngờ có tham nhũng ở trong bóng đá quốc tế, đã buộc người tiền nhiệm của ông ta là ông Sepp Blatter phải rời khỏi nhiệm sở. Ông Lober sau đó đã bị sa thải ra khỏi vị trí bởi vì bị phát hiện là lừa dối và cản trở văn phòng liên bang của Thụy Sĩ giám sát các công tố viên. Cơ quan đang tiến hành điều tra và tìm kiếm thêm thông tin về các cuộc họp. Vẫn tin liên quan thì Liên đoàn Túc Cầu Thế Giới tức là FIFA điều tra về đội tuyển Argentina sau kỳ World Cup vừa qua. Liên đoàn FIFA đã ra thông báo một cuộc điều tra về những hành động không đúng mực của đội tuyển Argentina sau khi đội tuyển này thắng Pháp ở trận chung kết World Cup năm 2022. Thông báo của cơ quan FIFA là cơ quan quyền lực nhất trong ngành túc cầu, có đề cập tới Ủy ban kỷ luật FIFA mở cuộc điều tra đối với liên đoàn túc cầu Argentina do có khả năng vi phạm các quy tắc ứng xử cũng như có những hành vi thiếu chuẩn mực của các cầu thủ và các thành viên của đội tuyển túc cầu này trong trận chung kết với đội Pháp. Tiến trình điều tra được thực hiện dựa trên điều số 11 và số 12 của Bộ luật kỷ luật FIFA. Thủ môn Emiliana Martini của Argentina đã để lại ấn tượng xấu với một chuỗi các hành động không đẹp như là ăn mừng quá khích, kêu gọi đồng đội dành phút mặc niệm cho Kylian Mbappe trong phòng thay đồ. Trong lễ rước cướp tại Argentina, cầu thủ này lại tiếp tục ôm hình nộm tiền đạo đang khoác áo PSG để chế diễu Hành vi của thủ môn sinh năm 1992 của Argentina vấp phải nhiều sự chỉ trích từ những người hâm mộ và các chuyên gia. Nếu bị kết án là có tội thì Albiceleste có thể phải đối mặt với một khoản tiền phạt khá lớn cùng với nhà vô địch thế giới thì lần lượt các quốc gia khác có các đội tuyển tới tham dự tốt cầu như là Ecuador, Serbia và Croatia cũng bị FIFA điều tra với những sai phạm khác nhau trong thời gian diễn ra World Cup 2022 vừa qua. Bên đây kính mời quý vị theo dõi một vài phút về thông tin thương mại sau đó chúng tôi sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.